Chuyến xe tri ân khách hàng mua máy nước nóng gián tiếp Panasonic đã lăn bánh tới các hộ gia đình miền Bắc. Trong khuôn khổ chương trình, kỹ thuật viên Panasonic sẽ ghé thăm, kiểm tra, bảo trì bình nước nóng gián tiếp và thu cũ đổi mới sản phẩm với các gia đình may mắn. Cùng theo chân hành trình của chúng tôi nhé! For a long time, Panasonic has made customer satisfaction the guiding principle of our all its activities. We aim not only to provide Japan quality products, but also to offer attentive and dedicated after-sales care to our valued customers. This customer appreciation program was launched with two main purposes. One is product care after purchase. Panasonic aims to bring peace of mind and comprehensive support to our customers, from maintenance and servicing to technical support, ensuring that you can use your Panasonic storage water heater efficiently and for a long time. Second is affirming our top priority, that is customer care. We are committed to listening to and meeting all your needs through thoughtful and attentive customer care activities. Nay đã được bên công ty về thay bình cho gia đình, thế thì rất là quý hóa mà cũng coi lắp đặt và rất là cẩn thận chu đáo. Gia đình chú đã dùng ngoài 5 năm rồi, thấy cái nhất là hiệu quả, cái hai là về cái an toàn trong 5 năm đấy thì cảm thấy rất yên tâm và rất cảm ơn Panasonic đã đưa một cái sản phẩm rất tốt đến cho gia đình tôi. Nhà anh này đã sử dụng cái sản phẩm bình nước nóng này là trên 5 năm rồi. Sản phẩm dùng rất là tốt, đun nóng rất là nhanh. Nhà anh dùng cái bình 20 lít thôi nhưng mà có khi là một lần bật nóng là đã sử dụng cho cả gia đình mình. Thay mặt gia đình thì mình rất là cảm ơn đến công ty Panasonic và đội ngũ kỹ thuật viên đã đến hỗ trợ mà đổi mới cho mình cái sản phẩm bình nước nóng này. Xin cảm ơn đến công ty đã lắp đặt cho gia đình và lo lắng cho gia đình là chu đáo nếu có cái gì. Gia đình tôi rất vui khi Panasonic đã tài trợ cho gia đình tôi thay cái bình nước nóng mới. Nhân tiện đây thì tôi xin chân thành cảm ơn hãng Panasonic. This program is a testament to our ongoing efforts to provide an exceptional experience, while also expressing our deep respect and appreciation for you. We sincerely hope to receive your satisfaction and continue to accompany you in the future. Panasonic.